Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 1 tháng 7, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Tham dự lễ ra mắt có Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công an các tỉnh thành. Ngày 1 tháng 7 là ngày đầu tiên luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có hiệu lực thi hành sau khi được Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 28 tháng 11 năm 2023. Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố thành lập 4.861 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 15.031 thành viên tại 4.861 khu phố, ấp của 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Theo mô hình, tổ bảo vệ an ninh, trật tự là lực lượng quần chúng đắc lực, là cánh tay nối dài của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từng bước xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giải quyết kịp thời, nhanh chóng, từ sớm, từ cơ sở các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để mâu thuẫn nhỏ tạo thành vụ việc lớn, phát sinh tội phạm và tạo thành các điểm nóng. Lực lượng tham gia tổ bảo vệ là một trong những lực lượng quần chúng được bố trí ở khu phố, ấp, làm nòng cốt trong hỗ trợ công an cấp xã giúp ủy ban nhân dân cung cấp trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc mô hình ra đời trên cơ sở kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố lực lượng công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng thành lực lượng thống nhất với tên gọi chung là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và được bố trí theo mô hình tổ bảo vệ an ninh trật tự ở khu phố ấp Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có 6 nhiệm vụ chính bao gồm: nắm tình hình về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính và trật tự xã hội, vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở và tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động. Lực lượng này được trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị cần thiết, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ. Theo quy định, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, tổ trưởng được hưởng hỗ trợ 6,5 triệu đồng một tháng, tổ phó 6,3 triệu đồng một tháng và tổ viên 6 triệu đồng một tháng được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác. Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc Vào lúc 14 giờ 30 theo giờ địa phương, ngày 30 tháng 6, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quân sự Seoul Nam ở thủ đô Seoul bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân diễn ra từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, theo lời mời của Thủ tướng Han Đức su và phu nhân. Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam diễn ra trang trọng tại sân bay quân sự Seoul Nam với sự có mặt của các quan chức cấp cao hai nước. Phía Hàn Quốc có Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Oh Yang-ju. Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yang Sam, cục trưởng cục lễ tân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Seo Won Sam, cục trưởng cục ASEAN Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Dong B, Tổng Tư lệnh sân bay quân sự Seong Nam. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, một số cán bộ và nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc thăm và gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Đức Su sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 7. Dự kiến trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có hơn 30 hoạt động. Ngoài các chương trình chính thức với lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại 3 diễn đàn, diễn đàn doanh nghiệp, diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa, Diễn đàn Lao động Việt Nam Hàn Quốc. Thủ tướng sẽ dự tọa đàm với lãnh đạo các tổ chức kinh tế Hàn Quốc, tọa đàm với các nhà trí thức, khoa học Hàn Quốc về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, Thủ tướng sẽ tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, đến thăm nhà máy sản xuất chất bán dẫn của tập đoàn Samsung tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. Thủ tướng còn có nhiều hoạt động đang chú ý khác như thăm gia đình đa văn hóa Việt Hàn, phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Seoul. Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai chính sách khu vực, trong đó có chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và sáng kiến đoàn kết ASEAN, Hàn Quốc của Hàn Quốc. Về kinh tế, hai nước đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp, số 2 về hợp tác và phát triển ODA, du lịch, số 3 về lao động, thương mại đối với Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc. Nhận lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo và phu nhân, sáng 30 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính có bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ huỳnh thành đạt bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đặng quốc khánh bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng tham gia đoàn còn có thượng tướng lê huy vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Hàn Quốc và cũng là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Chuyến thăm diễn ra sau đúng một năm Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thăm cấp nhà nước Việt Nam hồi tháng 6 năm 2023. Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Và gần đây nhất là chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc được ký kết tháng 6 năm 2023. Qua chuyến thăm này, hai bên nhìn lại những tiến triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trao đổi các vấn đề về chiến lược, an ninh quốc phòng, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, hợp tác trên những diễn đàn đa phương cũng như nhiều lĩnh vực có ý nghĩa then chốt. Qua đó, nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới với sự tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thực chất, toàn diện hơn.